Tối 20 tháng 2, ngày 11 tháng 1 âm lịch, làng An Định, xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội lại tổ chức hội làng với phong tục xin lửa đầu năm, hay còn gọi là tục lấy đỏ. Theo phong tục, các cụ trong làng sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình hóa, còn hương, nến được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về bàn thờ gia đình. Khi các vị cao niên bắt đầu thổi tù và kết hợp cùng đánh trống báo hiệu, đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống từ ngàn xưa. Ở sân đình, dân làng An Định sẵn sàng những thẻ hương chờ lấy lộc. Đây là một nét đẹp văn hóa của người dân làng An Định từ hàng trăm năm nay, mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới may mắn, sức khỏe và học hành đỗ đạt cho con cháu. Toàn bộ vàng mã người dân dâng lên đình dịp Tết được đem đốt, chia lửa cho dân làng lấy may. Đợi các nghi thức của lễ kết thúc, mọi người trong làng từ người lớn, thanh niên, trẻ con, người già sẽ xin lửa, với quan niệm lấy lửa từ đình làng mang về cắm tại nhà sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới. Người dân quan niệm, lấy được lửa từ đình làng về tức là lấy được lộc mà thành hoàng ban cho. Nét khác biệt của lấy đỏ là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác. Dân làng quan niệm, ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều, đỏ nhiều. Vì thế, mọi người đều cố gắng lấy bó hương to, giữ ngọn lửa lớn trên đường về, tránh để bị dập tắt.